Ok, bài tiếp theo là bài Chơi Đê của Phúc Ray. Ok, Chơi Đê. Lâu lắm rồi mới nghe lại nhạc của Phúc Ray, không biết là bài này sẽ như thế nào. Không, riêng bài này thì anh chưa nghe nha, thật sự luôn. Anh cảm thấy thì đây là một cái nhạc, bài nhạc thì nó mang cái chủ đề thì party, rồi mọi người vui chơi với nhau, rồi bạn nam bạn nữ, rồi các kiểu như vậy, thì mình nghe cũng tương đối là thấy rất là nhiều, và rapper hiện tại bây giờ đang sử dụng rồi. Cái chủ đề hình ảnh này thì đa số là sẽ nói về cái bữa tiệc, rồi cách mà để tiếp cận các cô gái, rồi những cái chủ đề này mình thấy là rất là nhiều bạn đã sử dụng và đang sử dụng rồi. Thì một bài nhạc nó không có cái gì đó nó lạ lắm, không có gì đó nó lạ lắm, nhưng mà mình ưng nhất là ở cái phần beat. Cái phần beat nó làm cho mình kiểu về nó sẽ tức là giữa một cái giữa rất là nhiều những cái bài nhạc mang cái chủ đề tương tự, mà nếu mà mình không tạo ra được cái điểm đột phá, đúng rồi. Thì mình không có định nghĩa được mình giữa cái đám đông đó. Yeah. Thì cái bài này nó gặp cái vấn đề đó, với lại đúng như anh nói là cái beat nó làm em khá là bất ngờ, tại vì chuyển từ club banger sang nhạc trap rất là ngược mà, và Phúc Ray cũng xử lý cái đoạn đó rất là ok. Một cách nghe rất là ổn luôn, tại vì mình nghe vào mình biết ở cái cách này Phúc đang đi như vậy, vậy cái bắt đầu chuyển qua cái bắt đầu là mình cảm thấy mình phải muốn gật đầu theo rất là nhiều.
Phúc Ray cũng là một người giống như John Milo hồi nãy, là một người nổi tiếng với những cái hình ảnh nó hơi tiêu cực trong cộng đồng của mình. Nhưng mà nhìn nhận khách quan thì em lại thấy là Phúc Ray qua mỗi bài ảnh lại càng có một cái gì đó cải thiện hơn. Tức là nó không cải thiện một cách kiểu đột phá khoảng cách xa luôn, nhưng mà nếu mà mình nghe mình sẽ thấy được là ảnh có cố gắng để cải thiện cái kỹ thuật của mình hàng ngày qua từng bài. Em cũng rất là gọi là appreciate cái chuyện đó. Nhưng mà về cái khuyết điểm của cái bài này, đó là khi mà mình làm ra một cái bài club banger, mình phải nghiên cứu làm sao, tại vì club banger thì đúng như cái tên gọi của nó là mình chơi trong nhạc trong club. Mà nếu mà nhạc chơi trong club mà không làm cho người ta nhún nhảy được thì bài đó feel theo thì nó hơi ấy xíu. Em nghĩ là cái vấn đề là nằm ở cái delivery của anh Phúc Ray. Đúng rồi. Đó là do cái phát âm của ảnh với lại cái tông giọng của ảnh nó chưa có phù hợp với beat, và cái dường như là phần mixing cũng vậy, nó không hợp với beat nên là làm cho cái bài nhạc nó không có được hòa hợp á. Người ta nghe người ta cảm thấy nó hơi bị lạc quẻ một tí, người ta khó chịu nên là người ta sẽ không có feel theo bài nhạc được. Với lại anh cũng có cảm thấy ở trong cái phần, nếu mà xét cụ thể thì anh thấy là cái phần verse 2 thì Phúc Ray có trải nghiệm một tí xíu, nói chung là cũng một tí xíu về cái nào đó về cái phần cuộc sống, như là lúc trước anh như thế nào đó nhưng bây giờ anh như thế nào đó thì nghe nó cũng có vẻ kiểu là đang diễn tả như thế nào ta, từ anh quên cách diễn tả của nó rồi. Em thì thấy là trong cái bài này anh Phúc Ray bị thiếu cái độ flex. Đúng rồi, thiếu cái độ flex. Tại vì verse 1 thì theo anh thấy luôn á, trong cái verse 1 và cái verse 2 nó không có sự liên kết rõ ràng. Yeah, nó không có tạo được cái điểm nhấn. Ví dụ như là verse 1 thì Phúc đang đi theo kiểu mà đang tương tác với một cái bạn nữ nào đó ở trong một cái cuộc vui nào đó, nhưng mà qua verse 2 thì Phúc lại đang dạng như là trải sự đời á, nó giống như là bị lạc đề á. À, nó đang bị lạc đề. À, cái rồi xong rồi vô vào cái đoạn mà trung tâm thì nó lại trở về cái nguyên bản cũ, thì mình nghĩ nó nghe về nó không hợp lý lắm cho lắm. Cái ý nó là như thế này, những cái bài mà club á thì những cái người rapper họ thường flex rất là nhiều, tức là mình không có cần thiết là phải quá tự cao. Đúng nhưng rồi. Mà mình cần phải có cái độ tự tin trong đó, với lại mình phải đặt mình làm trung tâm của bài nhạc đó để cái phong thái của mình nó sang hơn á, thì làm cho cái bài nhạc nó cũng level lên theo nó theo cái level đó up hơn. Yeah. Còn Phúc Ray trong cái verse 2 ảnh khai thác chủ đề chưa đúng lắm, tại vì nếu như mà những cái câu chuyện về cuộc đời ảnh thì nên để dành cho những cái bài mang màu sắc khác. Đúng rồi, một cái màu sắc sản phẩm khác thì nó sẽ hay hơn. Yeah. Với lại em cũng muốn nói thêm về phần MV, tại vì em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân em á thì thà là mình như thế này thì nó hơi thẳng quá, nhưng mà cái tâm thế của em thì nó không có tiêu cực hay là đả kích nha. Đó là thà là em không làm MV luôn, còn làm thì nó phải thật chính xác với bài nhạc. Tại vì cái MV, cái visual nó rất là ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người nghe khi mà họ nghe cái bài nhạc đó. Đúng rồi. Ví dụ như trong MV này nó có những cái chi tiết như MV nó cái vết nhòe của TV hồi xưa mà mình xem á, tức là những cái hiệu ứng mà mình thường dùng cho những cái video vintage thì nó không có phù hợp với những cái video như thế này. Nó làm cho bài nhạc bị, nó làm cho cái MV bị hơi lạc. Nó không có đồng bộ với bài nhạc được. Đúng rồi. Nó không có đồng bộ được với bài nhạc được. Thì cái MV thì mình xem theo kiểu là đáng lẽ mình theo, nếu mà thực sự luôn nha, khi mà không xem MV á, nếu mà mình nhắm mắt là mình cảm nhận thì mình có thể là mình cảm nhận giống như là đang ở trong một cái club thật sự hay là một cái gì đó, và đang gặp một cô gái nào đó để mà vui vẻ mà trò chuyện, hay là ở trong một cái club, và thật sự trong club thì nó có cái gì là ánh sáng đèn chiếu lòe loẹt rồi mọi người rất là đông ở xung quanh, nhưng mà trong MV này thì không có những cái đó, chỉ có hai người với hai nhân vật thôi, thì cái club đó nó không đúng là cái club cho lắm, thì nó làm cho bài nhạc bị giảm cái phần trải nghiệm.